kính chào quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mới Em Tới Ô Tô tại địa chỉ số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, hôm nay em về thêm một mẫu xe mới cho quý anh chị, đó là chiếc Toyota Fortuner 2017 máy dầu số sàn màu trắng nhá quý anh chị nhá, biển tỉnh ạ. Xe một cầu, mời quý anh chị cùng em xem qua ngoại thất nội thất chiếc xe. Quý anh chị nào đang quan tâm có thể đến showroom số 17 Phạm Hùng và gọi điện thoại, số điện thoại 0977500055 để được hướng dẫn thêm. Chiếc xe màu trắng ngọc trai với các màu phiên bản màu khác thì chiếc xe này chênh lệch hơn 8 triệu đồng nha quý anh chị nhá. Xe được trang bị đầy đủ công nghệ ạ. Camera lùi này, phanh trên cao này quý anh chị nhá, gạt cần mưa này, cảm biến sau và lốp treo quý anh chị ạ. Lốp treo xe la răng đa chấu mâm 17 inch nhá quý anh chị nhá. Nguyên liệu dầu đấy ạ. Tay nắm cửa ốp mạng chrome. Xe rất là rộng nhá quý anh chị nhá. Xe về bên em chỉ có việc rửa qua nước nã và bán thôi quý anh chị ạ. Chủ xe rất là giữ gìn, mùi xe rất còn thơm. Đây ạ, trần bọc ni lông, ngoài ra ghế da, ốp bậc chống xước ạ. Gương kính được chỉnh điện hết rồi nhá quý anh chị nhá. Ghế lái thì được chỉnh kính một chạm ạ. Vô lăng bọc da với này rất nhiều chức năng ạ. Xe chạy được 8 vạn mốt rồi quý anh chị nhá. Màn hình Android, hộp số sàn 6 cấp, điều hòa chỉnh cơ, phanh tay và chế độ hai chế độ lái. Khoang máy rất là sạch sẽ luôn ạ. Cụm đèn trước được trang bị đèn dạng bóng chiếu projector. Với chiếc xe đã qua sử dụng, bên em cam kết với quý anh chị một chiếc xe không tai nạn, đâm đụng, ngập nước, giấy tờ an ninh pháp lý đầy đủ. Mời quý anh chị đến showroom xem xe và cảm nhận chạy thử và thưởng những ly trà của showroom bên em. Với chiếc xe này bên em đang bán với giá là 798 triệu, có hỗ trợ thương lượng và hỗ trợ cho quý anh chị 70%. Quý anh chị chỉ cần đâu đó 240 triệu là mang một chiếc xe này về với gia đình của mình. Em là Vũ Tới Ô Tô, chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Cảm ơn anh chị đã xem hết video.